Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Đại Nam. Cùng đến với bài giảng của thầy mang chủ đề Kỹ năng mềm và tự học công nghệ thông tin. Bài giảng hôm nay tên là Kỹ năng mềm và tự học công nghệ thông tin. Chúng ta biết rằng là trong công nghệ thông tin ấy, thì cái kỹ năng tự học là cái kỹ năng rất là quan trọng. Tại vì công nghệ thông tin là nó rất là nhiều và thay đổi rất nhanh. Cho nên nếu mà mình đợi mà thầy dạy từng thứ một thì không bao giờ hết được kiến thức. Mà công nghệ thông tin tức là khi nào chúng ta cần đến kiến thức nào thì chúng ta mới tự học lấy kiến thức đó. Và thầy dạy chỉ dạy những cái khái niệm cơ bản cũng như là cách học mà thôi. Thì hôm nay tôi sẽ nói về 5 nội dung. Sau cứ mỗi nội dung thì chúng ta sẽ dừng lại để các bạn có thể đặt câu hỏi. Thứ nhất là cái phần đầu tiên, tên của nó là chinh phục đỉnh cao công nghệ thông tin. Tôi sẽ mô tả cho các bạn một cái bức tranh khi chúng ta lên đến đỉnh của công nghệ thông tin thì chúng ta nhìn thấy cái gì, hay nói một cách khác là công nghệ thông tin, những cái vẻ đẹp nhất của công nghệ thông tin là gì. Thứ hai là chúng ta sẽ chọn một con đường trong công nghệ thông tin như thế nào. Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta leo lên đỉnh cao ấy, thì chúng ta phải đi một con đường nào đó mà phù hợp với bản thân mình, đúng không? Vậy thì có nhiều con đường để đến đỉnh cao. Thứ ba là tôi sẽ nói về những hành trang mà các bạn sẽ phải cần để chuẩn bị, hành trang cần thiết để chuẩn bị cho con đường lên đỉnh của công nghệ thông tin. Và thứ tư thì đi sâu vào cái kỹ năng học công nghệ thông tin, một số kỹ năng nhất định. Và thứ năm là một cái tư duy để sẵn sàng là khi chúng ta đã lên đến đỉnh cao rồi thì chúng ta sẵn sàng là chinh phục những đỉnh cao mới, đúng không? Tức là sẵn sàng với mọi thách thức mới. Thì đấy là 5 cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói chuyện với nhau hôm nay. Thì thứ nhất là chinh phục đỉnh cao công nghệ thông tin, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là ở bên tay trái là đỉnh núi Everest, đỉnh cao nhất thế giới, đúng không? Đấy là một thách thức đối với những người nhà leo núi. Từ khi người ta biết là có cái đỉnh cao Everest đấy thì người ta luôn luôn là muốn là chinh phục đỉnh cao này, và rất nhiều người leo lên đó. Thế cái thứ hai là cái chọn một con đường, thì tức là tiết mục chọn đường, tức là chúng ta sẽ có nhiều đường chúng ta có thể tiếp cận với lại Everest từ Ấn Độ hay là từ Trung Quốc hay là từ Nepal, đó thì chúng ta và con đường khác nhau. Và có những con đường đã tồn tại, nhưng mà những nhà leo núi thì bao giờ cũng tìm một con đường khác, thách thức hơn và lý thú hơn, và phát hiện, hy vọng rằng họ có phát hiện những điều mới lạ. Thế thì bây giờ chúng ta vẽ một con đường nào cho bản thân chúng ta. Phần thứ ba là hành trang. Chúng ta leo lên đỉnh núi đấy thì chúng ta cần phải có cái gì? Chúng ta phải có sẻng, có cuốc, có búa, có giày, có tăng bạt, có đồ ăn, có thức uống để mà leo lên đỉnh độ cao là 8.848 m, đúng không? Thế còn thứ tư nữa là cách thức, đúng không? Cách leo như thế nào, các kỹ thuật leo như thế nào, thì đây là tôi nói là kỹ năng học công nghệ thông tin tương ứng với lại các cách thức để mà chúng ta có kỹ thuật để có thể leo lên đỉnh núi được. Và cuối cùng thì khi mà chúng ta leo đỉnh núi rồi, chúng ta đã được rèn luyện rồi, chúng ta đã có kinh nghiệm rồi, chúng ta sẽ sẵn sàng là chinh phục những mọi đỉnh núi, không phải chỉ công nghệ thông tin mà các đỉnh núi khác. Đấy là cái thông điệp của ngày hôm nay. Thì đầu tiên là phần thứ nhất là chinh phục đỉnh cao. Vậy là mục tiêu của phần này chúng ta rồi sẽ giới thiệu là vậy thì công nghệ thông tin là cái gì, gồm có những cái gì, tại sao lại người ta lại muốn leo lên đỉnh núi Everest, và trên đỉnh núi Everest thì có cái gì thú vị, đúng không? Đấy, cứ leo lên đấy, lên đỉnh thì cho là đỉnh cao, nhưng lên đấy có cái gì thú vị? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn đấy về quan điểm công nghệ thông tin. Ok, chúng ta lên đỉnh núi công nghệ thông tin chúng ta sẽ thấy gì? Bây giờ chúng ta thấy bên tay trái là trí tuệ nhân tạo, đúng không? Cô Sophia là một người máy thông minh nhất thế giới hiện nay. My name is Sophia and I am an artificially intelligent robot who wants to help change the world for the better. Đó, cô ta có thể trả lời bất cứ cái vấn đề gì thông thái hơn cả một giáo sư hay là một nhà bác học uyên bác nhất. Đó. Tất nhiên là cô ta có những cái còn chưa được
hoàn thiện lắm và đang chờ đợi chúng ta là hoàn thiện cô ấy. Nhưng mà nói chung thì về mặt tri thức thì hiếm có cái trí tuệ nào của con người mà có thể vượt qua được cái trí tuệ nhân tạo của cô Sophia. Đấy là chúng ta đã biết rồi, và cô Sophia đã từng đến Việt Nam đúng không? Thứ hai, bên tay trái đây là một cái máy tính lượng tử đúng không? Thì các máy tính tương lai nó sẽ như thế nào đúng không? Trong tương lai chúng ta sẽ có máy, người ta gọi là máy tính lượng tử, tức là người ta so cái máy tính lượng tử với lại cái máy siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay ấy, thì cũng như là cái máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay so với lại tư duy, cái cách năng lực tính toán của người bình thường. Chúng ta tưởng tượng là một cái máy tính nó tính so với người bình thường nó nhanh đến mức độ như thế nào, thì cái máy lượng tử so với lại máy tính hiện nay, siêu máy tính hiện nay là nó nhanh hơn như thế. Cho nên sẽ có một cuộc cách mạng mới. Bên cạnh đó thì là sẽ có những cái máy tính người ta gọi là máy tính phỏng não, tức nó sẽ thông minh như người, nó có cách suy nghĩ như não người vậy. Đấy, thì đấy là những cái gần đây nó có những bước đột phá về máy tính tương lai. Cho nên hứa hẹn là nếu mà máy tính tương lai ra đời thì nó sẽ đảo lộn lại cả ngành thông tin, công nghệ thông tin, cũng giống như khi máy tính ra đời nó đảo lộn tất cả các ngành công nghệ. Thì máy tính tương lai ra đời thì nó cũng làm cho trí tuệ nhân tạo tiến lên về phía trước và cũng đảo lộn tất cả. Đấy, thì chúng ta thấy là cái quang cảnh đó thật là đáng là choáng ngợp đúng không? Thì dựa trên hai cái động lực mới về công nghệ thông tin này ấy, thì chúng ta sẽ thấy là sẽ ra đời những cái ứng dụng rất là thông minh. Bên tay trái thì chúng ta thấy là cái ứng dụng Street View của Google. Tôi khuyên rằng là các bạn nên vào Street View chơi đúng không? Để thấy là cái bức tranh hoành tráng thế. Nhưng trong tương lai, tức là nó sẽ tạo ra một cái thực tại ảo đúng không? Các thực tại ảo, thực tại tăng cường áp dụng trong giáo dục, trong y tế, trong đời sống nói chung. Và cuối cùng thì gần đây thì là Google đã tuyên bố là cho ra đời những thế giới ảo, nó gọi là Metaverse, vũ trụ ảo đúng không? Đấy là một cái, những cái tầm nhìn trong vòng 5 đến 10 năm mới tới thì sẽ là cái quang cảnh của công nghệ thông tin. Mặt khác là xe tự lái cũng ra đời đúng không? Người ta bây giờ ngồi trên xe chẳng hạn, dùng những trí tuệ nhân tạo là xe nó có thể tự lái và con người không cần lái nữa mà có thể ngồi đọc sách hoặc giải trí. Đây là tôi nói một phần rất là nhỏ thôi, có thể hàng trăm hàng nghìn những ví dụ rất là hay nữa. Thì nếu các bạn đến Đại Nam mà tham gia cái lớp mà tôi dạy về nhập môn công nghệ thông tin thì tôi sẽ nói rất nhiều những cái thú vị nữa. Thế nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói lên những cái một số cái tiêu biểu. Đây là cảnh của Metaverse đúng không? Đây là Facebook họ tuyên bố, Mark Zuckerberg tuyên bố là sẽ xây dựng cái gọi là Metaverse, là thế giới vũ trụ ảo. Và con người ta sau này sẽ sống, làm việc, kiếm tiền, rồi phát minh, rồi là giải trí ở trong cái vũ trụ ảo này. Và mỗi trong thế giới vũ trụ ảo này chúng ta sẽ không phải là những người yếu đuối nữa, mà chúng ta sẽ có một cái diện mạo mới, cũng diện mạo ảo đại diện cho chúng ta. Thí dụ chúng ta ngoài thường là yếu ớt, nhưng mà trong đấy chúng ta có thể đá bóng hay là như Messi đúng không? Đấy, thì đấy là cái thành tựu của công nghệ thông tin, và đem lại sự tự tin và cho con người những cái giá trị mới và rất nhiều thứ khác nữa. Thì đây là môn nhập môn công nghệ thông tin hiện nay tôi đang dạy cho sinh viên năm thứ nhất, và tôi cải cách cái chương trình dạy. Và chương trình dạy này sẽ cho một sinh viên là ngay từ năm thứ nhất đã có một tầm nhìn rất rộng về công nghệ thông tin. Thì thứ hai, ở trên cái đỉnh cao này có những ai đúng không? Thì trước tiên là chúng ta đã là học về công nghệ thông tin, chúng ta cần biết tên của những cái thần tượng và những huyền thoại mà chúng ta noi theo đúng không? Ví dụ chúng ta học vật lý, chúng ta cần phải biết đến Newton, Einstein. Học toán thì chúng ta phải biết đến David Hume, rồi biết đến Poincaré đúng không? Và nhưng mà nếu mà chúng ta học về công nghệ thông tin thì chúng ta biết đến ai đúng không? Trước tiên là một người đàn ông vĩ đại, tức là Bill Gates, cựu chủ tịch và người sáng lập ra công ty Microsoft. Đấy là một huyền thoại. Xong đến là tiếp theo là Larry Ellison của công ty Oracle. Xong đến là Mark Zuckerberg. Xong đến là Don Page và Larry Brin của công ty Google. Ở dưới, hàng dưới chúng ta thấy một cái người mà
bây giờ thần tượng của rất nhiều các bạn trẻ là Elon Musk, đúng không? Một thiên tài mới nổi, có thể gọi như là thay thế cho Bill Gates. Xong đến Steve Jobs, thì ông Steve Jobs thì ông đã mất rồi, nhưng cũng là một huyền thoại của công ty Apple. Xong đến Jack Ma, một tỷ phú người Trung Quốc có công ty gọi là Alibaba, thì hiện nay ông cũng thôi không làm chủ tịch nữa, đúng không? Và bên tay phải ở góc dưới là Jeff Bezos của công ty Amazon. Thì Jeff Bezos bây giờ và Elon Musk là hai người đàn ông giàu nhất thế giới hiện nay, đúng không? Đấy, thì tất cả những người này đều là những người rất nhiều tỷ phú, đúng không? Đặc biệt là những người thông minh làm về công nghệ thông tin, thì nếu mà có ý tưởng tốt và táo bạo và gặp may nữa thì họ sẽ trở thành tỷ phú rất là nhanh. Tất cả các tỷ phú này đều trong vòng 10 năm là từ tay trắng mà làm nên một đế chế hàng tỷ đô la. Đó. Thì chúng ta thấy là đấy là đúng là những huyền thoại. Tôi chỉ nói về một người thôi. Tại vì trong cái giờ nhập môn công nghệ thông tin của tôi thì các bạn nghiên cứu về tất cả các thần tượng này. Nhưng mà tôi sẽ hôm nay chỉ để thời gian chỉ nói về một người thôi. Đấy là Bill Gates, đúng không? Bill Gates thì khởi nghiệp khi ông là học đại học năm thứ nhất ở Harvard. Vào được Harvard, thứ chứng tỏ là Bill Gates là một người rất là thông minh. Nhưng mà ông ta học, sau khi học trong năm đầu tiên thì ông ta thấy rằng là những cái gì mà giáo sư nói là người ta đã, ông đã biết trước hết rồi. Ông cảm thấy không cần thiết, cho nên ông sáng lập công ty Microsoft và bỏ học. Đấy, đặc biệt là như vậy. Thì khi ông bỏ học thì cùng với một anh bạn hơn tuổi, đấy là Paul Allen. Tức là Paul Allen và Bill Gates là ở bên cái hình đen trắng bên tay phải, bên tay trái của màn hình. Đây là Bill Gates lúc còn trẻ. Ông đã thành công rồi đấy, lúc bấy giờ là đã thành công rồi. Còn ở giữa là hình ông khi ông đã thành đạt, đúng không? Thế còn bên tay phải là một cái bức ảnh khi Bill Gates tới Việt Nam, đúng không? Và cái người đứng và trình bày đấy là chính là tôi, đúng không? Còn bên dưới là đấy là một cái cuộc hội đàm giữa Microsoft và Việt Nam, và tôi là trưởng đoàn đàm phán về phần mềm với Microsoft. Đấy là một trong những cái tự hào về cá nhân tôi được tham gia cái trọng trách này. Tôi khuyên rằng là các bạn còn trẻ nên đọc những cuốn sách về những cái thần tượng đó. Ví dụ như về đã có tiếng Việt rồi nhé. Ví dụ cuốn sách về Elon Musk, đúng không? Là Tương lai và những điều viễn tưởng của Charles Morris, hay là Tiểu sử của Steve Jobs, hay là cuốn về Google của David Weiss, thì các bạn nên tìm đọc ở ngoài nhà sách có đầy đủ. Thậm chí là có về các cái thần tượng khác như Jack Ma đều có sách cả. Chúng ta biết là có những thần tượng xa hơn một chút, đúng không? Những người học về công nghệ thông tin và khoa học máy tính đều biết tên. Thứ nhất là Alan Turing, là người đầu tiên đề xướng ra cái ý tưởng là có một cái máy có thể tính toán được. Đấy là Alan Turing. Xong sau đó đến John von Neumann, tức là một nhà bác học người Mỹ gốc Hungary. Và bên tay phải nữa là John Bardeen. Tôi nghĩ rằng là ba người này là ba người là trụ cột để sinh ra khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Thì Turing là làm ra cái máy gọi máy Turing, nhưng Neumann thì ra là kiến trúc máy tính đầu tiên, và tất cả những máy tính mà chúng ta dùng hiện nay là đều phỏng theo kiến trúc của Neumann. Và John Bardeen thì đã làm cuộc cách mạng để biến những cái máy tính đầu tiên mà dùng các ống chân không, mà sử dụng một cái linh kiện gọi là linh kiện transistor, tức là bán dẫn. Thì tất cả các linh kiện bán dẫn bây giờ vẫn là những linh kiện nằm trong các máy tính hiện nay chúng ta dùng. Và đấy là một cuộc cách mạng rất là lớn. Thì chúng ta biết là ba cái nhà bác học này khác với lại một chục người trẻ trung lúc nãy tôi vừa giới thiệu. Những người này thì họ không phải thành công lúc họ còn trẻ, mà họ đều là những nhà bác học mà không phải là tỷ phú. Thế thì chúng ta hãy xem là vậy thì cuối cùng là khoa học máy tính và công nghệ thông tin là cái gì, đúng không? Hiện nay là
chúng ta học về công nghệ thông tin nhưng chúng ta vẫn cũng có người nói là học về khoa học máy tính. Thì vậy là khoa học máy tính là gì và công nghệ thông tin là gì? Hai cái đấy nó có phải là một hay không? Thì rất nhiều người dùng lẫn lộn, đúng không? Thế thì đúng là lẫn lộn thật. Là thứ nhất là khoa học máy tính là mang tính chất lý thuyết. Nó là gồm có những cơ sở toán học, có những cách tối ưu, rồi những phương pháp tính toán, rồi có những nó bàn về những cái phương pháp để tự động hóa. Thì đấy là lý thuyết về tự động hóa, lý thuyết tối ưu, lý thuyết tính toán và cơ sở toán học của máy tính. Thứ hai là họ bàn về những cái ứng dụng, thì họ bàn về những phương pháp luận để thiết kế ra phần cứng và phần mềm. Thì khoa học máy tính là tất nhiên là nó còn nhiều thứ nữa, nhưng đây tôi tóm lược một số điểm quan trọng. Thế còn công nghệ thông tin thì nó khác. Công nghệ thông tin là nó đi vào đời sống nhiều hơn. Nó là bên tay phải, là việc sử dụng máy tính để tạo ra công nghệ mới. Chứ nó không phải là công nghệ mới đâu nhé, mà nó là việc sử dụng máy tính để tạo ra công nghệ mới. Thứ hai là tạo ra sản phẩm và những ứng dụng mới. Thí dụ như những ứng dụng chúng ta nói hiện nay là Google, hay là bộ Office, hay là thực tế ảo, hay là Sophia chẳng hạn, là đều là sản phẩm và ứng dụng mới, đúng không? Và xây dựng những hệ thống liên kết máy tính, liên kết với nhau toàn cầu hiện nay như Internet chẳng hạn thế. Thì nhưng một cái thú vị nữa là nếu vậy thì công nghệ thông tin nó không phải là một công nghệ, tại vì nó là việc sử dụng máy tính. Tức là nó có mang đến cái tính chất là sử dụng, tính chất quản lý, tính chất đầu tư. Và thế còn khoa học máy tính cũng không phải là, người ta cũng tranh luận là khoa học máy tính liệu có phải khoa học hay không. Tại vì khoa học, người ta nghĩ là khoa học định nghĩa là gì? Là cái gì nghiên cứu về thế giới tự nhiên, về những cái thực tế khách quan. Còn đây lại nghiên cứu về máy tính. Máy tính là một cái mà con người ta phát minh ra đấy. Thì cho nên là nó không hẳn là khoa học giống như các khoa học khác, như là vật lý thì nghiên cứu về vũ trụ, về vật thể, hay là sinh vật thì nghiên cứu về cơ thể sống, hay là hóa học thì nghiên cứu về các hóa chất chẳng hạn thế. Thì là các khoa học. Nhưng mà máy tính thì lại là con người phát minh ra, xong mình lại nghiên cứu nó. Thì nghe chừng có vẻ không phải là theo đúng định nghĩa khoa học. Cho nên công nghệ thông tin nó làm cái rất đặc biệt, mà ở đó thì các cái khái niệm là đều đảo lộn cả, và nó đòi hỏi những cái suy nghĩ mới. Chính vì thế mà nó lý thú. Ok, thì chúng ta hãy nói về trên cái đỉnh cao ấy, thì quan hệ giữa khoa học máy tính và công nghệ thông tin là như thế nào? Thì các bạn hãy chọn một con đường trong hai con đường đó. Các bạn muốn làm về công nghệ thông tin để trở thành, đi vào cuộc sống, hay là làm khoa học máy tính đi về những vấn đề lý thuyết, đúng không? Thì nhưng mà ngày nay ấy, nói thế thôi, tức là cái việc mà tư duy mà tách liền nghiên cứu với phát triển là tư duy cũ rồi. Hiện nay thì người phát triển bao giờ cũng phải nghiên cứu, và người nghiên cứu, nhất là trong công nghệ thông tin, người nghiên cứu thì bao giờ cũng phải biết phát triển. Tại vì phải biết máy tính phát triển gì, về hướng nào để người ta phát minh ra những, tìm ra những cái quy luật mới, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là, cho nên ngày nay người ta gọi là nghiên cứu phát triển là vậy. Nhưng mà chúng ta thấy là nghiên cứu phát triển thì gồm có hai mặt. Một mặt là nghiên cứu, thế đấy là khoa học. Và khoa học bản chất của nó là khám phá những cái gì đã có, và trả lời câu hỏi là tại sao cái sự vật nó là như thế, hay là tại sao cái sự vật ấy lại diễn ra, hay là tại sao máy tính nó lại làm được cái việc đó, thì gọi là nghiên cứu. Thế còn phát triển là gì? Là phát minh ra công nghệ, là phát minh ra cái mới, sáng tạo ra cái gì đấy mà Thượng Đế chưa sáng tạo ra, đúng không? Con người sáng tạo ra, và trả lời câu hỏi là làm như thế nào. Thì ngày nay người ta còn vượt qua cả cái đấy rồi. Người ta đi đến khái niệm mới là khái niệm đổi mới sáng tạo, đúng không? Nghiên cứu phát triển, xong sau đó thì người ta phát triển ra sản phẩm, và sau khi phát triển ra sản phẩm thì người ta đổi mới luôn cả những quy trình hoạt động của cuộc sống. Cho nên quá trình này gọi là quá trình đổi mới sáng tạo. Và nghiên cứu phát triển nó không thể tách rời được cái chu trình đổi mới sáng tạo này. Cho nên chúng ta nếu mà muốn làm nghiên cứu hoặc là làm phát triển thì chúng ta vẫn phải biết về đổi mới sáng tạo. Thế đấy là tư duy của công nghệ thông tin là ngày nay là như thế. Và đặc biệt là nghiên cứu là gì? Nghiên cứu là biến tiền thành kiến thức,
đúng không? Chúng ta tiêu tiền, chúng ta đầu tư vào các dự án nghiên cứu, chúng ta sẽ có kiến thức. Còn cái ông mà phát triển và đổi mới sáng tạo là ông làm gì? Phát triển là ông biến kiến thức lại trở thành, quay lại thành sản phẩm, và từ sản phẩm phải ra tiền. Đấy là cái chu trình thực tế. Cho nên ngày nay là thậm chí là sinh viên năm đầu tiên, hoặc là thậm chí là ở cấp độ trung học, nếu các bạn là những người tài năng và tham vọng, đều phải bắt đầu nghiên cứu khoa học. Đấy, thì đây là trên đỉnh của công nghệ thông tin thì có những cái đấy, đúng không? Thì câu cuối cùng của tôi trả lời ở đây thì thế này. À, đỉnh công nghệ thông tin thì nó cao như vậy, đúng không? Thì liệu người Việt có lên được cái đỉnh ấy hay không? Đúng không? Toàn nói đến Bill Gates, Jack Ma, toàn ở cường quốc cả. Thì chúng ta ở Việt Nam, trong hoàn cảnh Việt Nam, thậm chí có những bạn lại còn ở những vùng sâu, vùng xa, đúng không? Làm quen máy tính rất là chậm. Thì liệu là trong môi trường chúng ta có thể làm nên được kỳ tích hay không? Thì tôi nhắc đến hai người. Để hai người này tôi cho là vĩ đại. Họ có công lao với đất nước ở cái điểm là họ chứng minh được rằng người Việt chúng ta có thể làm được những thứ mà so sánh được với lại nước ngoài và có thể chiến thắng. Đó. Người thứ nhất là ông Đặng Văn Việt. Ông vừa mất năm vừa rồi, đúng không? Ông là người đã lần đầu tiên là trung đoàn trưởng của bộ đội trong kháng chiến chống Pháp, và lần đầu tiên là tiêu diệt được các đơn vị cỡ trung đoàn của Pháp, các quân đoàn tinh nhuệ của Pháp tại chiến dịch biên giới, và chứng minh rằng là người Việt Nam có thể thắng Pháp được. Chiến dịch biên giới rất là quan trọng, là khi đấy thì tương quan lực lượng là Pháp vẫn mạnh hơn Việt Nam. Nhưng sau chiến dịch biên giới thì Pháp trở nên yếu hơn Việt Nam. Mà cái người mà nhân vật quan trọng trong cái chiến dịch này là ông Đặng Văn Việt. Cho nên tôi rất thán phục. Và sau này một cái ông đã tham gia chiến dịch biên giới, người Pháp, làm lên đại tướng, đúng, tổng tư lệnh quân đội Pháp, là đại tướng Bigard. Ông sang Việt Nam và ông chỉ tìm ông Đặng Văn Việt và nói là tôi là bại tướng của ông, tôi là học trò của ông, các thứ. Thì chúng ta rất là tự hào là những cái bộ óc về quân sự được đào tạo tại những trường quân sự nổi tiếng trên thế giới đều phải thán phục một cái người Việt Nam là ông Đặng Văn Việt. Người thứ hai là anh giáo sư Ngô Bảo Châu, đúng không? Tôi không cho rằng là việc mà phát minh ra được những định lý này, định lý khác là có ý nghĩa lớn lắm đối với sự phát triển của dân tộc. Nhưng mà anh Ngô Bảo Châu là cái việc được giải thưởng Pew chứng tỏ rằng là người Việt cũng có thể lên đến đỉnh cao, đúng không? Giải thưởng Pew là đỉnh cao về toán học rồi. Thì người Việt, anh Ngô Bảo Châu cũng học ở Việt Nam từ bé như các bạn, đúng không? Sau đó đến hết năm thứ nhất đại học thì anh ta mới sang Pháp. Thế và chúng ta vẫn còn quãng đường dài có thể lên đỉnh cao được. Thế nhưng bây giờ đấy là về quân sự, về khoa học. Thế bây giờ về công nghệ thì ai sẽ tạo ra công nghệ mới, đúng không? Để sánh vai với lại những Bill Gates, những Elon Musk. Thì đây là tôi đặt câu dấu hỏi và có cái biểu tượng này. Thì rất là mong đợi các bạn trẻ, đúng không? Thì có thể là được tiếp thu những cái tư tưởng mới trong những bài giảng này, để các bạn một ngày nào đó tôi có thể tự hào được là à, thì mình cũng góp được một chút xíu để mà góp phần để tạo ra những cái người mà có thể so sánh với Nam Châu và tạo ra được những cái đế chế như là Microsoft vậy. Thì tôi dừng cái phần này ở đây để cho mọi người đặt câu hỏi.